Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hưng Yên đang lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vân Du - Phù Ổng, huyện Ân Thi, đoạn từ nút giao DT376 đến DT382 với tổng mức đầu tư 356 tỷ đồng, sử dụng ngân sách tỉnh Hưng Yên. Dự án được Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 228 ngày 7 tháng 7 năm 2022, thời gian thực hiện giai đoạn 2022-2025. Điểm đầu giao với DT376 cạnh đình chùa thôn Tòng Cổ, xã Vân Du, huyện Ân Thi, điểm cuối giao với DT382 tại thôn Huệ Lai, xã Phù Ổng. Dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 7,9 km được đầu tư nhằm tạo thuận lợi trong quá trình vận chuyển đi lại của người dân trên địa bàn các huyện Ân Thi, Yên Mỹ, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông huyện, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Hiện tại, gói thầu số 01 thi công xây lắp công trình có giá 195,592 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 560 ngày đang được đấu thầu rộng rãi qua mạng. Dự kiến mở thầu vào 14 giờ 30 phút ngày 23 tháng 7 năm 2024. Thủ tướng giao Bộ Công an phối hợp với các bộ ngành xử lý nghiêm livestream bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng, trốn thuế. Yêu cầu này được đề cập tại văn bản số 316 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận hội nghị sơ kết một năm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về việc tháo gỡ điểm nghẽn đề án 06 và đẩy mạnh kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế. Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng giải pháp và lộ trình làm sạch tài khoản cho các trang thương mại điện tử và các trang mạng xã hội thực hiện hoạt động kinh doanh quảng cáo, đồng thời rà soát ban hành các văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn kỹ thuật để sử dụng dịch vụ định danh và xác thực điện tử, đáp ứng mục tiêu quản lý hoạt động thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế. Mức tiền thưởng gắn với huy hiệu đảng của đảng viên được quy định tại tiểu mục 2, mục 4, hướng dẫn số 56 Văn phòng Trung ương năm 2015. Theo đó, lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 tăng lên 2,34 triệu đồng một tháng, nên mức tiền thưởng của đảng viên cũng tăng theo. So với mức thưởng huy hiệu đảng khi lương cơ sở ở mức 1,8 triệu đồng, thì theo mức lương cơ sở mới, thưởng huy hiệu đảng cao nhất chênh lệch tới gần 10 triệu đồng, ở mức 35,1 triệu đồng. Theo đó, huy hiệu 30 năm tuổi đảng là 3 triệu 510 nghìn đồng, huy hiệu 40 năm tuổi đảng là 4 triệu 680 nghìn đồng, huy hiệu 50 năm tuổi đảng 7 triệu 020 nghìn đồng, huy hiệu 55 năm tuổi đảng 8 triệu 190 nghìn đồng, huy hiệu 60 năm tuổi đảng 11 triệu 700 nghìn đồng, huy hiệu 65 năm tuổi đảng 14 triệu 040 nghìn đồng, huy hiệu 70 năm tuổi đảng 18 triệu 720 nghìn đồng, huy hiệu 75 năm tuổi đảng 23 triệu 400 nghìn đồng, huy hiệu 80 năm tuổi đảng 35 triệu 100 nghìn đồng. Dự thảo sửa luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Bộ Tài chính đề xuất lộ trình tăng thuế này với các sản phẩm rượu bia giai đoạn 2026-2030. Theo đó, dự thảo sửa luật thuế tiêu thụ đặc biệt thể hiện các mặt hàng bia chịu thuế 80% từ năm 2026 và 100% vào năm 2030. Như vậy, theo tính toán, giá bán các mặt hàng này sẽ tăng 20% vào năm 2026 và thêm 2-3% ở các năm tiếp theo. Hiệp hội Bia rượu nước giải khát đề nghị cơ quan chức năng giãn tiến độ giảm mức tăng thuế suất với rượu bia để tránh gây sốc cho doanh nghiệp. 6 tháng đầu năm, hệ thống camera an ninh giao thông Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã phát hiện xử lý trên 1.000 phương tiện vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ khi lưu thông qua địa bàn. Qua đây cho thấy, vẫn còn một bộ phận lái xe chưa nêu cao ý thức trong việc chấp hành luật lệ khi tham gia giao thông. Qua hệ thống camera giám sát an ninh trật tự an toàn giao thông, từ đầu năm đến nay, Công an thị xã Mỹ Hào đã phát hiện, lập thông báo 1.168 trường hợp vi phạm, đưa lên hệ thống 952 trường hợp, ra quyết định xử phạt hành chính, phạt nguội 95 trường hợp phương tiện vi phạm về trật tự an toàn giao thông với số tiền 475 triệu đồng, tước 95 giấy phép lái xe với chủ yếu là lỗi không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông, vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm với người đi xe máy. Với lỗi này, mức phạt là 5 triệu đồng với ô tô và 500.000 đồng với xe máy. Các phương tiện vi phạm sẽ thiết lập phiếu chuyển kết quả thu nhận hành vi vi phạm kèm theo biên bản, thông báo vi phạm, hình ảnh vi phạm và được chuyển tới công an nơi chủ phương tiện đăng ký hộ khẩu. Căn cứ biên bản, chủ phương tiện có thể nộp phạt ngay tại nơi cư trú.
Được biết trên địa bàn thị xã Mỹ Hào có camera đặt tại 12 điểm. Ngày 12 tháng 7, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh. Trong vụ án này, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trình bày quan điểm luận tội, xác định bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty AIC hiện đang trốn lệnh truy nã là chủ mưu, chỉ đạo thực hiện tham gia, dựa vào mối quan hệ để thông thầu, được trúng nhiều gói thầu tại Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh, gây thiệt hại lớn cho nhà nước. Trước đó, ngày 11 tháng 7, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị mức án đối với bị cáo Nhàn từ 22 tới 24 năm tù về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt đối với hai bản án trước đó, buộc bị cáo Nhàn phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù. Tham gia bào chữa cho bị cáo, ngày 12 tháng 7, các luật sư có 3 luật sư gia đình bị cáo Nhàn mời và 2 luật sư chỉ định nêu quan điểm bào chữa cho rằng không thể xác định thân chủ của mình, bị cáo Nhàn đang bỏ trốn bởi vì cựu chủ tịch AIC đã xuất cảnh vào ngày 19 tháng 6 năm 2021 mà không bị áp dụng bất kỳ hạn chế nào như tạm hoãn xuất cảnh, cấm đi khỏi nơi cư trú. Trình bày quan điểm đối đáp, đại diện Viện Kiểm sát tiếp tục khẳng định các kết quả điều tra, chứng cứ đều xác định đủ cơ sở căn cứ chứng minh cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu của vụ án. Đồng thời, việc xét xử vắng mặt đối với bị cáo này đang trốn lệnh truy nã là hoàn toàn đúng quy định pháp luật để giải quyết triệt để vụ án. Ngày 12 tháng 7, Phòng An ninh mạng và Phòng Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Đà Nẵng cho biết vừa triệt xóa nhóm đối tượng chuyên phát tán mã độc, chiếm đoạt quyền điều hành các hội nhóm mạng xã hội để thu lợi bất chính. Trước đó, bà DTPD, 35 tuổi, trú huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, có đơn trình báo về việc bị chiếm đoạt quyền quản trị viên nhóm mạng xã hội Facebook có gần 100.000 thành viên. Qua xác minh, bà D đã bị các đối tượng sử dụng mã độc để chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook, từ đó chiếm đoạt quyền quản trị hội nhóm. Phòng An ninh mạng và Phòng Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Đà Nẵng nhanh chóng xác định nhóm đối tượng thực hiện hành vi trên đang ở tại một căn nhà thuộc phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Kiểm tra tại đây, công an phát hiện Nguyễn Văn S, 27 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh cùng 4 người khác đang phát tán các tập tin chứa mã độc nhằm thu thập dữ liệu trong thiết bị điện tử của người dùng. Nhóm này sử dụng các dữ liệu trên để chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook của các nạn nhân để sử dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật nhằm thu lợi bất chính. Phòng An ninh mạng và Phòng Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Đà Nẵng đã trao trả nhóm mạng xã hội Facebook bị chiếm đoạt cho bà D. Một đường dây chuyên sản xuất, bán buôn thuốc nam giả quy mô lớn vừa bị Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội triệt phá. Khám xét khẩn cấp địa điểm kinh doanh, sản xuất và kho hàng, lực lượng chức năng thu giữ gần 3 tấn thuốc nam không rõ nguồn gốc xuất xứ cùng vỏ bao bì, hộp nhựa, tem nhãn giả cùng một máy in màu dùng để phục vụ quá trình làm hàng giả. Theo điều tra, từ cuối năm 2023, Chu Văn Diễn có hộ khẩu thường trú tại phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, nhận thấy các sản phẩm thuốc nam hỗ trợ sinh lý của thương hiệu Kháu Vài Lèng do hợp tác xã dược liệu Nam Dược Mạc Minh, tỉnh Hà Giang sản xuất dễ bán trên thị trường. Diễn đã bàn với Nguyễn Đắc Dũng, sinh năm 1981, trú tại tỉnh Hòa Bình, tổ chức sản xuất hàng giả. Diễn thuê một căn hộ chung cư tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội làm địa điểm kinh doanh. Đồng thời, đối tượng chỉ đạo 10 nhân viên lập fanpage giả mạo trang fanpage chính hãng và sử dụng số điện thoại gần giống số điện thoại của doanh nghiệp phân phối thuốc nam để đánh lừa khách hàng đang bán thuốc giả. Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội, việc sản xuất thuốc nam giả của các đối tượng trên vô cùng tinh vi. Các đối tượng khai nhận đặt mua nguyên liệu thuốc nam không rõ nguồn gốc có giá rẻ. Tính đến đầu tháng 7 năm 2024, các đối tượng trên đã tiêu thụ hàng chục nghìn sản phẩm thuốc nam giả, thu lời bất chính hàng tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.